mình có cái cảm giác rồi thì có cái cảm giác của mình rồi, mình giữ như thế nha. Bây giờ thì mình sẽ thử áp dụng cái này ví dụ vào những bài hát nha, từng dòng nhạc một này. Thế nhạc nhạc trẻ đi, gần đây của ca sĩ Subin Hoàng Sơn, giống như Phía Sau Một Cô Gái chẳng hạn nha, từng dòng nhạc một này. Cái khúc mà Lên Anh Lùi Bước là các bạn hay bị Lên Anh Lùi Bước là bị giật cầm lên, hoặc là Lên Anh nếu mà làm nhẹ thì sẽ bị tột âm thanh xuống, Nên Anh Lùi Bước bị tụt. Còn đây người áp dụng cái việc cảm nhận cái bình hơi nhé để nó thông ra, mình sẽ làm này. Nên anh về sau để thấy em sau đó này, một lần nữa em để ý nha này. Nên anh lùi bước hơi siết âm thanh, hơi nặng lại đó không à. Đừng nha, chúng ta làm ngược lại, siết lại thì bây giờ mình tạo thành nít thật lỏng, mở hết ra à, này hay. Nên anh lùi bước, vẫn chưa này, thoải mái cười lên này. Nên anh lùi bước lên cao, đòi hỏi phải đừng có đẩy xuống quá, cái lực quá xuống nó sẽ hơi thêm về cái dòng kia, thì mình chỉ là cái hệ thống thông thoáng để có thể ngâm hay để có thể ngâm em từ xa lên được, nhưng cái đó hơi nặng âm thanh nè, để thấy em rõ hơn, để có để rất nhẹ nhàng, đặt âm thanh vị trí cao lên nè. Để có thể ngắm em từ xa, âu yếm hơn. Rồi trường hợp này em bị tắc trên nhé, nhưng mà không sao hết, mình có sự cảm nhận, mình tập luyện nó sẽ lên từ từ thôi. Bây giờ ví dụ một dòng nhạc khác đi. Bây giờ thí dụ trong cái bài mà nhạc bolero, giống như bài Trộm Nhìn Nhau chẳng hạn nhé, có cái đoạn cao này, mình áp dụng cách thông này. Đôi khi trộm nhìn em, xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Rồi thì giận nè. Em có còn đôi mắt nào như ngày nào. Đó, cái chữ có này. Xem dung nhan đó hay bằng xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Em làm lại nhé. Đó này, bắt đầu ra chữ đó. Đấy nhé. Xem dung nhan đó bây giờ ra sao. Rồi, câu này cao hơn này. Em, chữ em là thông này. Ở trong trường hợp nó chưa được hoàn toàn là đẹp lắm, nhưng mà vẫn là ok. Trong cái bài, ví dụ bài Nhạc Tình Chiến, ví dụ bài Riêng Một Góc Trời này. Ok này. Thường thường mọi người hát sẽ về tình yêu như nắng, hoặc là tình yêu như nắng, nắng đưa em về dòng suối mà. Thử nha em, thông lên nha. Nhạc có hình hơn, nó để âm thanh đẹp hơn. Tình yêu như nắng
tình yêu cho gọn hơn chút. Tình yêu chữ nhẹ dấu nặng này, nhẹ dấu suối mưa, nhẹ nhẹ vương dấu nặng chấm cái nhấc lên này, mơ nhẹ vương theo gió gió mang câu thề xa rời chỗ xưa. Rồi ví dụ trên như thế nha. Nào bây giờ không phải dòng nhạc này mà dòng nhạc nhạc đỏ đi, nhạc truyền thống cái mạng đi này. Đây, thí dụ mình sẽ làm bài ví dụ cho bài trên gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn này, thuộc dòng nhạc đỏ, nhạc truyền thống cách mạng đi chẳng hạn, ví dụ này. Trên đỉnh Trường Sơn ta gặp nhau này, 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 này. Trường Sơn mây núi bao la, mòn soi đá Trường Sơn nào cái âm thông em nhà đó, ví dụ này Trường Sơn cái bình hơi đó này, em ví dụ này Trường Sơn mây núi bao la, lối quân đi bước mòn soi đá Trường Sơn, hai nước chúng ta đã ghi bạc nghìn từ xưa. Trường Sơn bao la, bao như quê tâm ta diệt thu ở đây là đó. Về cái luồng hơi điều khiển mặt mọi cái gì trong buổi học này, em đã dùng cách đưa thông luồng hơi như hướng dẫn đó nha, ví dụ cho để làm mẫu để mình hình dung ra, chứ còn mình hát sai nó bị thắt đây và căng thẳng, cơ mặt căng thẳng, mọi cái đều căng thẳng hết. Buổi hôm nay thì các bạn tham khảo như thế ha, các bạn thấy hữu ích thì đăng ký và ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, chúc các bạn thật nhiều niềm vui nhé.